Vì sao mà giàu có vẫn còn khổ? Thưa anh chị em, vì người ta còn đầy cái lòng tham lam và sự lo sợ. Và sự ích kỷ nó nảy sinh. Cái sự tâm lý chiếm hữu tài sản và lo sợ cái sự mất mát làm cho con người ta khổ sở với nó. Ở cái vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên không phải là một cái ví dụ hiếm hoi, mà tôi quan sát ở quanh cuộc sống thì thấy rằng là có rất nhiều cặp vợ chồng khi còn nghèo khổ họ hạnh phúc, nhưng mà khi giàu có họ lại bất hạnh và họ lại chia lìa, ly tán. Nhiều lắm, nhiều lắm, rất là nhiều cặp vợ chồng họ chia tay ở trong sự giàu có. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng giàu có là điều rất cần thiết và ai cũng hướng đến. Chúng ta không bài xích cái sự giàu có. Tuy nhiên, cái cuộc làm giàu, làm như thế nào để có được hạnh phúc, nó phải song hành với việc tạo lập cuộc sống tinh thần hạnh phúc, và nó song hành với cái việc sáng tạo cống hiến. Còn nếu anh cứ mải miết lo kiếm tài sản, tiền bạc thì anh sẽ một ngày anh sẽ thấy nó vô nghĩa và anh sẽ rơi vào thất vọng. Tiền bạc, vật chất là nó đang còn xâm chiếm cả cái thế giới này. Vì tiền bạc, vì vật chất mà người ta sẵn sàng dùng những cái chiêu trò, thủ đoạn để người ta tước đoạt của người khác, lừa gạt của người khác, rồi gây đau khổ cho người khác. Nhưng cũng có những trường hợp kiếm tiền, tạo dựng vật chất không gây đau khổ, không phải cướp đoạt của người khác, nhưng mà họ cũng quên mất cái sức khỏe của họ hay quên mất đời sống tinh thần của họ, thì đó cũng là điều khiến họ thất vọng về sau. Bởi vậy mới nói rằng là cái cuộc sống này, tất cả cái việc mà làm lao động kiếm tiền hay xây dựng của cải, hãy xem nó như những cái game. Và khi mà chúng ta là con người có giá trị thì chúng ta không sợ thiếu tiền, không sợ thiếu vật chất, miễn là chúng ta không quá tham lam, không có tích lũy nhiều đến mức mà thừa thãi. Bởi vì cái vật chất ở trên cái thế giới này nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu người này tham lam quá, gom vào nhiều quá thì sẽ hụt cho người kia, thế thôi. Cho nên là chúng ta cảm thấy vừa đủ là được, còn dư thừa là tai hại rồi đấy. Vừa đủ là được. Khi anh dư thừa thì người khác sẽ thiếu, bởi vì không có nhiều cho tất cả của muôn người. Ở những cái xã hội mà người ta quá lạm dụng cái lương thực, người ta phung phí, người ta cho gia súc ăn, phát triển cái ngành chăn nuôi cực kỳ mạnh, thì ở các cái vùng khác ở trên trái đất lại thiếu lương thực để ăn. Nếu con người sống biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ không có bất hạnh. Và nếu mà coi thường, coi nhẹ cái vật chất, tiền tiền bạc thì chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc, vì không, khi đó không nảy sinh cái lòng tham, nỗi lo sợ mất mát và không có sự tranh giành, chỉ là tình yêu thương và sự tương trợ, thì chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng và thấy cuộc sống này dễ chịu vô cùng. Còn nếu cứ tham luyến, nếu cứ dồn toàn tâm toàn lực cho một cái cuộc chạy đua về vật chất tài sản thì rồi chúng ta sẽ mất rất là nhiều. Mà trở lại với ví dụ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên thì chúng ta thấy họ mất mát rất là nhiều. Không chỉ là 80 tỷ tiền án phí cho ngành tòa án, mà còn là sự giảm sút về giá trị thương hiệu,
chắc chắn là sẽ giảm sút về mặt doanh số kinh doanh và giảm sút cái sự tin yêu của người tiêu dùng. Và cái họ mất mát lớn nhất có lẽ là sự tôn trọng của mọi người dành cho họ, bởi vì họ là những người thành đạt cực kỳ giàu có nhưng mà lại ít có mang lại giá trị cho nhau và cho xã hội. Họ chỉ có nhiều tiền thôi. Thế thì đó là sự mất mát rất là lớn của họ. Vì sao giàu có vẫn bất hạnh, vẫn đau khổ? Cái này lại quá phổ biến ở trên đất nước chúng ta. Tôi đã gặp rất nhiều người giàu mà ngồi với nói chuyện là rơi nước mắt đầm đìa. Rất nhiều người giàu có, nhà cửa xe cộ, không thiếu một thứ gì, tài sản ngân hàng rất nhiều, nhưng mà họ vẫn sống một cách dằn vặt và đau khổ. Đây là nói những người chân chính, còn những người bất chính thì họ càng đau khổ hơn, bởi vì họ luôn luôn có một cái án treo ở trong cuộc đời. Ví dụ như những kẻ quan chức tham nhũng, những ông bộ trưởng hay những ông từng là chủ tịch, bí thư mà họ đã có một quá khứ tội lỗi, và khi về hưu họ tỏ ra là họ nói là họ thanh thản nhưng thực ra họ không thể nào thanh thản được, bởi vì họ cái sự giàu có của họ là tạo dựng lên bằng tội lỗi, cho nên là họ không thể bình an. Bởi vậy giàu có cũng rất là tốt, nhưng mà giàu bằng cách nào, kiếm tiền bằng cách nào, và có quá là làm nô lệ cho nó hay không, thì đó mới là cái câu hỏi mà chúng ta cần trả lời để có được một cuộc sống như mong muốn. Và trong bất cứ một cái trạng thái nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ được sự điềm nhiên, bình thản và an nhiên hạnh phúc, không hề có một cái nỗi sợ hay là cái sự lo lắng nào nữa. Đó chính là sự vững vàng và đó chính là một cuộc sống đáng để sống.